Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Bên em vừa về được một chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q màu đen, vẫn còn chưa bóc tem, vừa cậu từ cảng Hải Phòng về. Thì em xin phép là làm video để giới thiệu cho anh chị về sơ bộ ngoại thất chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q, cũng như là giới thiệu cho anh chị về giá bán, rồi giá lăn bánh của các phiên bản Camry ở thời điểm cuối tháng 12 năm 2022 và đầu tháng 1 năm 2023 này. Video để dành cho anh chị nhận xe trước Tết. Thì hiện tại thì Camry bên em được có 4 bản và đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trước mắt chúng ta đây là phiên bản 2.5Q. Còn lần lượt các phiên bản của nó như sau. Thứ nhất là phiên bản 2.0G sẽ có giá niêm yết là 1.070.000.000 ở thời điểm tháng 12 năm 2022 và đầu tháng 1 năm 2023 này. Thì bên em đang giảm cho anh chị số tiền mặt lên đến 45.000.000 đồng, giảm cực sâu. Và ngoài ra có tặng kèm cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15.000.000. Phiên bản thứ hai, phiên bản này thì anh chị lăn bánh thì chỉ cần chuẩn bị cho em khoảng 1.137.000.000 thôi. Còn trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị trước khoảng tầm 330.000.000. Phiên bản thứ hai là phiên bản 2.0Q, là phiên bản mới ra mắt ở thời điểm năm 2022 này. Và giá niêm yết của nó sẽ là 1.185.000.000. Thì thời điểm tháng 12 năm 2022 và đầu tháng 1 2023 này, thì anh chị chỉ cần chuẩn bị cho em số tiền khoảng tầm 1.3 tỷ, anh chị có thể lăn bánh được chiếc xe ra ngoài đường rồi. Còn phiên bản thứ ba là phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản được quan tâm nhiều nhất là phiên bản 2.5Q, sẽ có giá niêm yết là 1.370.000.000 và lăn bánh thời điểm này sẽ rơi khoảng tầm 1.5 tỷ. Anh chị cần chuẩn bị trước giúp em khoảng tầm 430.000.000 là có thể lăn bánh xe rồi. Còn ngoài ra thì phiên bản cao cấp nhất, phiên bản 2.5HV, phiên bản xăng điện, cũng là một phiên bản mới trang bị ở năm 2022 này, có giá niêm yết là 1.460.000.000. Thời điểm lăn bánh thời điểm này thì anh chị cần chuẩn bị giúp em khoảng tầm 1.6 tỷ. Còn trả góp thì chỉ cần khoảng tầm chưa đến 500, khoảng tầm 460.000.000, 470.000.000 là có thể mang chiếc xe về nhà rồi. Thì vừa rồi em đã báo cho anh chị về cái tổng quan của giá xe thời điểm này và cũng như là các phiên bản xe. Còn bây giờ em sẽ giới thiệu anh chị về chi tiết ngoại thất chiếc xe này. Và nhiều anh chị sẽ phân vân phiên bản này với phiên bản 2.0Q, phiên bản Q khác gì nhau. Thì đầu tiên là hai phiên bản Q đều đa số các option sẽ giống nhau, tuy nhiên là khác nhau những cái điểm lớn như sau. Đầu tiên là một bản là máy 2.0 và một bản là máy 2.5, hộp số khác nhau, một bản là hộp số CVT, còn phiên bản này là phiên bản hộp số có cấp. Hai phiên bản nếu anh chị nhìn từ ngoài đường nó sẽ không khác nhau nhiều, tuy nhiên là nếu mà để ý thì nó sẽ khác nhau một số điểm như sau. Thứ nhất là ngoài về máy móc ra này thì về option thì như anh chị thấy ở đây, phía bên dưới logo của nó sẽ có cái hệ thống cam 360. Thì phiên bản 2.0Q sẽ không có cái hệ thống cam 360. Và ngoài ra ở đây nữa, bản 2.0Q cũng sẽ không được trang bị hai cảm biến trước như này, mà chỉ trang bị là hai cảm biến góc trước này và bốn cảm biến sau, tổng là 6 cảm biến. Còn phiên bản 2.5Q này sẽ được trang bị tổng cộng là 8 cảm biến. Còn ngoài ra thì các option sẽ giống hệt nhau. Thì từ đầu xe sẽ giới thiệu anh chị này, ở logo anh chị sẽ thấy là logo 3D, xe sẽ được trang bị là chức năng Toyota Safety Sense, cam 360, 8 cảm biến. Bộ đèn thì cũng khá giống đời trước, đèn bộ đèn bi LED, full LED luôn, là cái cụm đèn xi nhan cũng là dạng LED, sương mù dạng LED, la răng phay xước 18 inch. Thì cái phiên trang bị này là trang bị tiêu chuẩn ở trên cả ba phiên bản 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV. Còn ở phần đuôi xe thì anh chị sẽ phân biệt phiên bản này với phiên bản 2.0Q là chỉ duy nhất có phiên bản 2.5Q này thì được trang bị hai pô thôi, được trang bị hai bô kép. Còn phiên bản 2.0G, 2.0Q và 2.5HP sẽ không được trang bị hai bô kép như thế này. Và phía hông, phía bên người lái này thì sẽ có một số thông tin rất hay sau. Là tuy là máy 2.5, tuy nhiên là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ có 7,09 lít trên 100 cây đường hỗn hợp, mà đây là một cái mức tiêu thụ rất là lý tưởng. Ở phiên bản mới này, máy móc nó được thay đổi, hộp số được thay đổi, động mã lực được tăng ở tất cả các phiên bản, kể cả bản 2.0 hay 2.5, mã lực đều được tăng. Tuy nhiên là cái mức tiêu thụ nhiên liệu lại giảm.
một cái cải tiến rất hay về xe Toyota Camry đời này. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán, giá lăn bánh cũng như là các phiên bản xe của Toyota ở thời điểm cuối tháng 12 năm 2022 và đầu tháng 1 năm 2023 này. Và anh chị cần em tư vấn thêm về các phiên bản, về giá bán, về lịch xe, về giá xe hay là về trả góp thì liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.